Cũng trong dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên và các xã thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa. Đa dạng về món ăn, ngon, dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trang trí sáng tạo. Đây là những tiêu chí của hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tú 1 phối hợp với công đoàn xã tổ chức. Trong thời gian 60 phút, 5 đội đã hoàn thành xong bữa cơm gia đình với 3 món chính. Thì hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho cán bộ hội viên phụ nữ, thể hiện tài năng, vai trò, ý nghĩa của gia đình trong cuộc sống hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng cuộc sống gia đình và giữ gìn văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam. Những ngày thường thì tụi cô thì làm công việc là nội trợ, rồi làm nông thì nấu cơm, những bữa ăn cơm trong gia đình thì cũng đơn giản thôi. Rồi đến đây thì hôm nay đã học hỏi được các chị em ở các ấp khác, rồi nấu những cái món ăn mà mặc dù là dân dã nhưng mà nó có rất đầy đủ ý nghĩa. Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trong huyện Mỹ Xuyên có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, để cán bộ hội viên phụ nữ được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Đông tổ chức họp mặt các cô, dì, nguyên là lãnh đạo hội qua các nhiệm kỳ, và các chị em phụ nữ cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và phát triển kinh tế gia đình. Xã Đại Tâm là xã đông đồng bào dân tộc. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Tâm thì cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho chị em hội viên phụ nữ, như là phát động phong trào tuần lễ áo dài, tổ chức họp mặt, văn nghệ, tặng quà cho chị em hội viên phụ nữ. Các hoạt động 8 tháng 3 ở huyện Mỹ Xuyên năm nay diễn ra thật vui tươi, thu hút đông đảo chị em tham gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.